Hành trình của Thường Sang tại Miss International Queen thì chắc là quý vị khán giả cũng đã cảm nhận được phần nào cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng không ngừng của Thường Sang rồi. Và em ấy đã cố gắng hết mình để có thể là không phụ lòng của tất cả mọi người đã yêu thương và ủng hộ. Nói chung là Sang chịu rất là nhiều áp lực, thì chính mọi người cũng thấy là cái sự căng thẳng nè. Rồi trước vòng chung kết thì cũng rất là lo lắng. Tất cả ekip phải là vào động viên rất nhiều, vì thật sự là chỉ sợ một điều là sợ làm cho quý vị khán giả ở nhà cổ vũ mình thất vọng thôi. Nhưng mà thật sự cái kết quả này thì đã là cái kết quả mà thật sự mọi người đã rất là vui và rất là hạnh phúc rồi. Thì cũng đồng hành với Thường Sang từ International Queen Việt Nam rồi, thấy cái năng lực Thường Sang với cái thành tích đó là nó phù hợp hay chưa, hay là chỉ ước nó cao hơn? Với Như thì Như sẽ mong rằng là người em gái của mình sẽ được nắm tay nè, và được gọi tên ở một vị trí cao nhất, chắc chắn rồi, ai cũng sẽ mong muốn điều đó. Nhưng mà cái kết quả như vậy thì nói chung đối với mình thì cũng là quá hạnh phúc rồi, vỡ òa trong ngày hôm đó luôn. Kết quả thì nói chung hơi tiếc một chút xíu thôi. Nếu như mà có một cái khoảnh khắc nắm tay đứng trên sân khấu để cùng công bố cái danh hiệu cao quý nhất, danh giá nhất đó, thì nó lại càng là trọn vẹn hơn nữa. Cái này thì một cái việc gọi là khá là nhạy cảm, cho nên là chắc là Như sẽ không tiết lộ. Nói chung là Như chỉ cố gắng với cái lời hứa của mình. Những ngày đầu tiên mà bước vào chương trình của Miss International Queen thì Như đã hứa rằng là Như sẽ hỗ trợ và đồng hành cho tất cả các bạn hết sức có thể. Thì cái nào mà Như có thể hỗ trợ được trong cái tầm tay của mình và giúp cho các bạn có thể tỏa sáng nhất thì Như sẽ giữ đúng cái lời hứa của mình. Tính cách của Như thì Như là một người khi mà mình đã nói ra bất kỳ điều gì rồi thì mình đã nói thì mình phải thực hiện cho bằng được. Sau cái sao anh hỏi lại sau khi nè cái định giá học sai là để trong các bạn có cái định hướng định hướng cho Sang trong thời gian tới thì hiện tại là Như vẫn chưa có nghe về cái định hướng sắp tới của Sang, tại vì là Sang chỉ mới về Việt Nam đây thôi. Thì các bạn cũng đã biết rồi, lúc trước khi mà đăng quang Á hậu 2 thì Sang có media tour ở bên Thái Lan và đang phải thực hiện lịch trình ở bên đó. Thì khi về Việt Nam thì lần gần đây nhất thì có bàn với nhau để tổ chức Thanh Bạc Ti để cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sang, đã đồng hành cùng Sang thôi. Còn những cái định hướng sắp tới thì chắc là Sang cùng với công ty sẽ có, nhưng mà sẽ có trong thời gian sắp tới. Tất cả mọi người, đến quý anh chị báo chí, các ban giám khảo của chương trình Miss International Queen đã có mặt trong buổi Thanh Bạc Ti của Sang ngày hôm nay. Thì Như đã đồng hành với Sang trong hành trình đi thi quốc tế, thì bao nhiêu cảm xúc thì chắc là Như là người đã cảm nhận rõ nhất về Sang cũng như là cái hành trình nỗ lực của em ấy. Ngày hôm nay khi mà em đứng đây thì chị nghĩ rằng là em đã quá thành công trong cái hành trình thực hiện ước mơ của mình rồi, và chị mong rằng là sau khi em đã đạt được cái danh hiệu mà mình mong muốn thì khi về Việt Nam em sẽ vẫn giữ cái lửa đam mê đó và sẽ luôn luôn tỏa sáng và thành công hơn nữa. 2020 cho đến ngày hôm nay 4 năm và liên tục mua bản quyền phát sóng thì chị rất là mong muốn ngỏ lời mời Như sẽ cùng với chị trở thành nhà sản xuất của Miss International Queen Việt Nam này. Như đây sao? Thật sự thì nói về độ yêu quý chương trình, chắc quý vị khán giả cũng biết là em đã cống hiến rất nhiều và yêu quý chương trình như thế nào. Thì nếu như mà chị Giang đã có một cái lời ngỏ lời như vậy thì em sẵn sàng đồng hành cùng Miss International Queen và chị Giang, đầu tư bao nhiêu cũng sẵn sàng, chỉ cần mong là sẽ đem lại cho quý vị khán giả một mùa MIQ 2025 thành công rực rỡ nhất có thể. Cái cảm ơn mọi người nhà em chúc em thành công ạ nha. Cảm ơn mọi người và chắc là Sang mời tất cả các quý anh chị mình dùng bữa ha.